xa, duyên tình bên ta. Mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Trong những năm gần đây, với sự thay đổi của xã hội Đài Loan, người di dân mới đến Đài Loan định cư ngày càng nhiều. Chị Nguyễn Thị Diễm Quyên đến từ Việt Nam. 18 năm trước kết hôn đến Đài Loan, chị đã mở một tiệm ăn Việt Nam. Tuy sau đó hôn nhân dang dở, nhưng chị vẫn kiên cường tự lập. Giờ đây, món ăn ngon của chị còn mang lại tình nồng ấm cho nhiều bạn bè Việt Nam. Bỏ một ít xá vào cái tô trắng, để bánh phở, thịt bò, hành tây vào, rồi thêm vào phần nước lèo nóng hổi. Chan nước lèo vào đơn giản thế thôi. Món phở bò truyền thống Việt Nam đã có thể dọn ra cho khách. 18 năm trước, Quyên mới hơn 20 tuổi, vì kết hôn chị đã đến Đài Loan. Nhớ lại ngày ấy, khi Quyên vừa đến đây, không biết chữ nghĩa gì. Bản thân không thể làm cách nào. Muốn diễn đạt suy nghĩ, hoặc nói mình muốn ăn gì cũng không thể nói được. Nhớ nhà thì cũng đành chịu, chỉ nói được có vài câu. Trong mắt người ngoài, chị là một người di dân kiên cường tự lập, nhưng đây là biểu hiện bên ngoài thôi. Sợ thì bây giờ sợ hơn, trước đây không có gì sợ. Vì trước đây có người lo cho mình, lo nơi ăn chốn ở. Thì ra Quyên ly hôn ở tuổi trung niên, trở thành một người đơn độc, cô đơn nơi xứ người, khó mà nói với người ngoài. Với kinh nghiệm của người tình trại, khiến chị càng thêm yêu quý các chị em đồng hương ở Đài Loan. Chị đã từng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, và bây giờ chị dùng một nơi thân thiết với hương vị quê hương mang lại tình nồng ấm cho bạn bè Việt Nam tại Đài Loan.